Kiến thức thú vị, trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile. Mua sắm các thiết bị công nghệ chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ trả góp 0%. Tới ngay hơn 120 chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. Chào các bạn, đây là câu chuyện có thật khá là cay đắng của gia đình mình. Và mình chia sẻ lên đây với hy vọng rằng sẽ không còn ai bị lừa nữa. Chứ ngồi tưởng tượng cái bọn lừa đảo nó ở biệt thự, đi siêu xe, ăn cua hoàng đế, từ cái số tiền mà người ta đổ mồ hôi sôi nước mắt cả năm, thậm chí cả đời mới dành dụm được, thì bạn sẽ thấy thực sự là rất cay đắng. Câu chuyện là nhà mình vừa có bà chị bị lừa mất 50 triệu chỉ trong vòng vài phút, nhưng đó là may mắn phát hiện ra sớm, chứ không có thể còn mất nhiều hơn. Mình không thể ngờ rằng sau rất nhiều clip tuyên truyền về lừa đảo qua mạng mà mình đã làm thì cuối cùng chính người nhà mình lại bị lừa. Nên mình rất căm thù cái bọn lừa đảo. Mà thực ra thì nhà mình cũng không phải trường hợp duy nhất bị lừa. Ở quê mình, nhẩm sơ sơ đã có 4 người khác cũng bị. Một bà là vợ ông phó chủ tịch xã vừa bị lừa hơn 1 tỷ đồng. Một bà bầu sắp đẻ bị lừa mất gần 100 triệu. Một bà khác chồng làm tài xế xe tải, nhọc nhằn nắng mưa, vợ ở nhà bị lừa mất gần nửa tỷ. Còn một bà nữa thì mất 40 triệu. Vậy là quanh quẩn có mỗi chỗ quê mình thôi, một vùng quê nghèo mà bọn lừa đảo đã hốt gần 2 tỷ đồng. Và những vụ lừa đảo này cộng với vụ lừa đảo mà chính bà chị nhà mình dính phải thì đều có đặc điểm chung như sau. Đầu tiên là các đối tượng lừa đảo sẽ nhắm vào những người tham tiền mà không chịu mở rộng hiểu biết. Mình phải xin lỗi những bạn nữ đang xem video này, nhưng thật sự là cả 5 người mình biết bị lừa thì đều là phụ nữ. Các bạn cũng biết, mình từng chia sẻ thống kê rằng gần 90% người xem kênh Kiến Thức Thú Vị là đàn ông, chỉ có hơn 10% là phụ nữ. Vào Facebook của mấy bà thì toàn thấy drama showbiz, rồi các nhóm bóc phốt nói xấu nhau, rồi Phật online vân vân. Chẳng thấy mấy ai quan tâm đến chuyện chính trị, kinh tế hay các vấn đề của xã hội. Điều đó cho thấy đàn ông thích tìm hiểu kiến thức hơn, phụ nữ thì ngược lại. Và phải chăng đó là điều khiến các trường hợp bị lừa toàn là phụ nữ? Chứ nếu xem ít nhất 3 video tuyên truyền cảnh báo lừa đảo của Kiến Thức Thú Vị thì mình tin rằng chẳng ai lại để bị lừa. Thế nên việc đầu tiên bọn lừa đảo làm là nhắm đến các đối tượng là những người phụ nữ. Đặc biệt là những trường hợp như bà bầu, mẹ bỉm không đi làm được nhưng muốn kiếm thêm thu nhập. Hoặc những người phụ nữ có tâm lý là phải kiếm được tiền nhiều hơn chồng để cho lão chồng sáng mặt ra, không chửi mình là đồ ăn bám, hay để cho thiên hạ thấy tôi cũng giỏi kiếm tiền. Nhưng càng nghĩ như vậy thì lại càng dễ bị lừa. Sau khi đã xác định được đối tượng thì bọn lừa đảo sẽ tiếp cận con mồi bằng cách nhắn tin, gọi điện, xưng là tư vấn tài chính, tư vấn chứng khoán hay dạy làm giàu, hoặc là tuyển nhân viên làm việc tại nhà. Ví dụ như bà chị mình bị bọn nó dụ vào nhóm đầu tư chứng khoán. Khi tiếp cận, các đối tượng sẽ cho con mồi thấy hai thứ. Cái thứ nhất là nó đưa vào một khóa học đào tạo đầu tư chứng khoán miễn phí. Các bạn thấy, con người luôn thích những thứ miễn phí vì tâm lý rằng có mất gì đâu, cứ xem thử, học được cái gì thì học. Nên khi hỏi có muốn tham gia group học miễn phí hay không thì đa phần các con mồi đều trả lời là có. Sau khi đồng ý tham gia, con mồi sẽ được đưa vào các nhóm chat như Zalo hay Telegram. Tại đây sẽ có một vài người được giới thiệu là thầy hay là chuyên gia về chứng khoán sẽ dạy kiến thức cho các con mồi. Rồi đến cái thứ hai mà bọn lừa đảo muốn cho con mồi thấy là một kết quả cực kỳ rực rỡ. Những người tham gia khác đã kiếm được rất nhiều tiền, hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng. Cụ thể là khi con mồi được đưa vào nhóm có khoảng 100 thành viên thì trong đó có tới 80% là của bọn lừa đảo. Ở đây có đứa thì đăng là rút được hàng tỷ đồng, mua được nhà, mua được ô tô, cảm ơn thầy rối rít, phong thầy như là thành sống. Như bà chị mình hỏi tại sao đi tin bọn trên mạng thì bà ấy bảo là có đứa bạn đã rút được 1,2 tỷ rồi. Hỏi bạn nào thì trả lời là bạn trên mạng trong nhóm đó. Còn một số đứa lừa đảo khác thì giả vờ cũng là người chơi rồi nhắn tin cho con mồi để giả vờ tâm sự như bạn bè. Kiểu ê bà mới vào nhóm à, mới vào thì phải học hỏi kiến thức đã, đừng có chơi vội. Dù thầy này rất giỏi nhưng lâu lâu vẫn phân tích sai, khi nào cứng cáp hãy nộp tiền đầu tư. Các tin nhắn như thế này thì vừa khiến con mồi nghĩ rằng thầy này là giỏi vì chỉ lâu lâu mới phân tích sai, lại vừa yên tâm rằng đây không phải bọn lừa đảo vì có ai lừa mà lại đi khuyên từ từ hãy đầu tư. Đến đây thì con mồi đã phần nào tin tưởng vào việc kiếm tiền từ chứng khoán và máu đã dồn lên não rồi, nhưng sẽ chịu khó học qua nhóm thêm một thời gian nữa. Trong thời gian ở nhóm, bọn lừa đảo sẽ tiếp tục đăng lên những kết quả chơi chứng khoán lãi khủng từ 30 đến 100%.
Các bạn thử hình dung xem, nếu bỏ 30 triệu, dùng đòn bẩy nhân 20 lần mà lãi 50% thôi thì có ngay 300 triệu nhẹ như lông hồng. Để con mồi tin tưởng hơn, tránh bị thắc mắc sao mà lãi lắm thế, thì bọn lừa đảo sẽ thông tin rằng các thầy, các chuyên gia biết được thuật toán điều chỉnh cổ phiếu hay có thông tin nội bộ của các công ty. Vì thế các thầy biết được lúc nào cổ phiếu lên hay xuống, các thầy luôn đoán chính xác là như vậy. Sau khi các con mồi đã hoàn toàn tin tưởng và sốt ruột lắm muốn đổi đời, thì các đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạp tiền để giao dịch. Như bà chị mình, gia đình đang khó khăn nên muốn kiếm thật nhanh, thật nhiều, và bà ấy đi vay hẳn 50 triệu ném vào cho bọn lừa đảo nó đầu tư. Và thật bất ngờ, bà ấy được báo lãi 600 triệu. Bà ấy nhập lệnh rút thì được thông báo là rút tiền bị lỗi vì bà ấy nhập sai số tài khoản. Đồng thời, bọn lừa đảo cho biết thêm mỗi ngày chỉ rút được một lần, vậy nên ngày mai bà ấy phải nạp thêm tiền thì mới được rút tiếp. Mai nạp thêm 90 triệu thì rút được 1 tỷ 2. Không hiểu bọn nó văn vở kiểu gì mà bà ấy tin sái cổ đi vay tiếp, mai nạp thêm để rút 1 tỷ 2. May mà gia đình phát hiện ra, can ngăn kịp, chứ không thì giống bà vợ ông phó chủ tịch xã, mang cả sổ đỏ đi cắm để trả nợ. Có một điều mình thấy rất chán, đó là rất nhiều người bị lừa nhưng lại không cho ai biết vì xấu hổ và sợ bị ăn chửi, và cũng không báo công an vì nghĩ có báo cũng chẳng đòi được. Kết quả là ngay trong một cái làng quê bé tí mà hết người này bị lừa, lại đến người khác vẫn bị lừa. Mọi người hãy nhớ là trên đời này không có ai hướng dẫn người lạ làm giàu. Nếu kiếm được tiền thật thì nó dạy người nhà nó, dạy họ hàng nhà nó, chứ ngu gì mà đi dạy bạn. Bạn hãy gửi thông điệp này đến các bà, các mẹ. Đừng để gia đình mình có ít tiền dành dụm, các bà ấy cũng mang đi đầu tư rồi mất hết. Và nói chung, tìm hiểu về kiến thức dù không giúp bạn giàu, nhưng ít nhất cũng giúp bạn giữ được túi tiền của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.